lên xe chiếc thứ 5 trong ngày nha anh em ơi, chiếc 5 trong ngày DC70 đời 2020 hàng Vinpearl, lên đường về Đức Huệ Long An cho anh trai mình nha. Chiếc này là em giao chiếc thứ 5 trong ngày, bữa nay là tổng cộng kết quả là em bán được 3 xe, giao 5 xe nha anh em. Em bán 3 giao 5 ha. Rồi giờ em đang tiến hành cho lên máy cho anh mình ha, để anh trai chủ máy đi theo xe tải về luôn nha. Máy này thì em bán cho anh trai giá rất là ổn định luôn. Đây, chân cẳng thì bao nét rồi, máy còn ve cũng cố. Máy còn ve kìa. Rồi, xích bọng thì về anh trai tự xử lý luôn ha, chân cẳng đây bà con. Xích bọng thì anh trai về tự xử lý luôn. Tại miền Tây mà, không cần bảo dưỡng gì nhiều hết. Tại vì người ta có nghề sẵn hết rồi, cho nên là không cần phải bảo dưỡng gì hết. Về tự làm nhà cho nó yên tâm ha nè. Về tự làm nhà cho nó yên tâm ha. Rồi giờ lên xe nha. Rồi xe lớn mới lên xong đây hai chiếc, sáng đi hai chiếc, chiếc Tây Ninh với chiếc Long An nữa. Giờ xe này dòng về tiếp tục lên em về Đức Huệ Long An nữa nha bà con ơi. Mấy anh trai Long An bữa giờ đang vào mùa, có cần máy thì cứ liên hệ cho máy nông nghiệp Thủy Tiên của em nha. Bên em lúc nào cũng có đầy đủ máy sẵn cho anh em mình lựa hết ạ. Rồi chân cản chiếc này bao rin bao ken này ha. Đây mấy tăng đưa này kia, Cura Đức thì cho anh trai Cura về luôn. Nói chung là miền Tây thì anh em mình dễ xử lý lắm. Tại vì đã có nghề sẵn hết rồi, nên là mình tự bảo dưỡng nhà thì người ta sẽ thích hơn là bảo dưỡng ở tiệm ha. Là làm theo ý người ta, đã nhiều người đổ sàn, đổ gằn, đổ hàm đồ lại bà con, đổ tùm lum hết. Đó cho nên là tùy mỗi người mỗi ý nha. Bây giờ lên xe ha. Ok, thành công rồi. Lên xe ok nha, cảm ơn anh trai ở Đức Huệ Long An ủng hộ bà con nhà mình, cần xe gì cứ liên hệ cho máy nông nghiệp Thủy Tiên nha.